Xin chào anh em nhé, lại là em Tuấn Hải Dương đây anh em ơi. Hôm nay ngoài miền Bắc là lạnh quá anh em ạ, toàn có 15 độ thôi. Nên cho anh em một con bổi quá là VIP luôn anh em nhé. Hàng bổi tuyển chất lượng luôn anh em ơi. Anh em nhìn này, bóng bộ to dài nhá, ngực lở, yếm sâu đậm anh em ơi. Dáng quá đẹp luôn anh em nhé. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của em Tuấn Hải Dương nhé. Mấy ngày hôm nay anh em hỏi mộc khá là nhiều ấy. Đợt vừa rồi này thì em đi tuyển được mộc của dân bẫy khá là nhiều anh em nhé. Toàn hàng chất lượng luôn anh em ạ. Đây, một dàn này toàn hàng chất lượng luôn anh em ơi. Đây, em quay cho anh em xem này. Toàn hàng bóng bộ to dài đẹp luôn anh em nhé. Cực kỳ ok luôn anh em ạ. Nhưng không, em thì không bán bóng bộ các em này đâu anh em nhé. Bóng bộ các thứ thì cực kỳ chất lượng. Vì em Tuấn tuyển theo tiêu chí của em Tuấn nên là anh em cứ yên tâm về cái chất lượng hay bóng bộ của em, những cái em này anh em nhé. Nhưng mà em thì không bán chim bóng bộ đâu. Em sẽ quay clip test luôn cho anh em thực tế luôn anh em nhé. Hiện tại thì có cái ô ở giữa này anh em này. Ô ở giữa này có hai em cực kỳ ok, bóng bộ to dài anh em nhé. Có một con kia thì nó gấu lắm anh em ạ. Có cái em không đánh dấu chân này, cực kỳ gấu luôn anh. Cái con bổi này thì thực sự để em gạ mãi người ta mới bán anh em ạ. Vì nó quá là ok, con này em nó ở bên tay phải mà mình không đánh dấu anh em nhé. Còn em bên tay trái đánh dấu dưới xanh cũng khá là gấu anh em ạ. Cũng định đánh lại em đấy, đánh lại luôn. Không dám chiến đâu anh em ạ. Không máu bằng cái con đang đứng ở trước mặt màn hình anh em đâu anh em nhé. Con này thì được tầm khoảng một tuần đồng rồi anh em nhé. Hàng cực kỳ ok anh em ạ. Đấy anh em nhìn chưa, nó đánh cái con dây xanh khiếp luôn anh em ạ. Nó cứ đuổi đánh thôi, đánh dã man luôn anh em nhé. Không cho con xanh đậu xuống dưới cầu luôn anh em ạ. Con này đít cực kỳ lở luôn anh em nhé. Những con đít lở thì anh em chơi cực kỳ dễ anh em ạ. Mặt này lì dã man luôn. Con này thì anh em lọc kết thì cứ alo trực tiếp cho anh em nhé. Hàng này anh em gột dàn thì chấm hết rồi anh em ạ. Quá hay anh em ạ. Chim một tuần nồng mà như này thì quá là ok rồi anh em nhé. Mà hôm nay anh em cũng biết là thời tiết lạnh có 15 độ thôi anh em ạ. Mà vẫn chơi bình thường anh em ạ. Bộ to dài, con này ngực lở dã man luôn anh em nhé. Bộ cực kỳ nực luôn anh em ạ. Anh em kết thì cứ alo trực tiếp luôn nhá. Bao phê luôn anh em ạ. Lâu lắm rồi mới được của em hàng quá chất lượng như này anh em ạ. Con này giọng cực kỳ hay anh em nhé. Có cả giọng kép luôn anh em ạ. Chim rừng mà anh em. Giọng nghe rất là chuông mà có cả kép luôn anh em. Đấy, bóng bộ quá ok anh em nhá. Con này em giao lưu anh em với giá là 2.200.000 anh em nhá. 2.200.000 này em không đánh dấu dây ấy, còn hàng gấu đấy anh em nhá. Anh em kết thì alo trực tiếp luôn ạ. Bao phê cho anh em luôn anh em ạ. Hàng chuẩn chim một dàn luôn anh em nhá.